Hãy nghe cách nói chào buổi sáng. chào xa họ. chào xa họ. Cũng có thể chào là giáo. Giáo. Hãy thử nói chào buổi tối. Hoàng xa họ. Hoàng xa họ. Hai cách nói này thường được thay cho từ ní khỏ khi gặp vào những thời gian tương ứng. Hay nói chào buổi sáng, chào buổi tối. Giáo khỏ, hoàn khỏ. Giáo Hay nói tôi đến muộn rồi à. Ủa quả lắm á? Ủa quả lắm á? Cậu đến sớm rồi. Nhìn lại rõ lọ. Nhìn lại rõ Bây giờ hãy nghe từ mấy? Chỉ Chỉ Hãy nghe từ giờ. 点点没走几点几点没受伤问问啦上没色早上几点早上几点 Mấy giờ tối? Nguyên văn là tối mấy giờ? Vào sáng ký điểm? Vào sáng ký điểm? Hay nói một giờ. Y điểm Bây giờ là từ lên lớp vào học. Sáng khở Sáng khở sàng sàng cờ sàng cờ sàng cờ hãy chú ý từ sàng trong tiếng trung có nghĩa là lên bây giờ giả sử bạn đang đứng ở tầng hai bạn gọi một người lên đi sàng lái sàng lái từ lái ở đây chỉ phương hướng hướng đến người nói. Người nói đang ở trên, vì vậy khi nói lên đây, thì nói sang lái. Bây giờ nếu người nói đang ở dưới, nói với bạn mình, hãy lên trên tầng đi, lên đi, thì nói là sang chữ. Sang chữ. Hãy thử nói với bạn của bạn đang ở tầng 1, bạn đang ở tầng 2 là lên đây. Sang lái sang lái. Giả sử bạn và bạn của bạn đều đang ở tầng 1, bạn bảo bạn của bạn lên đi. Sang chủ. Sang chủ. Cậu lên đây. Nhi sang lái bà. Nhi sang lái bà cậu lên đi trong trường hợp này bạn và bạn của bạn đều đang ở dưới tầng nhìn sang trừ bà nhìn sang trừ bà bây giờ hãy nói mình có thể lên được không bạn đang ở tầng dưới ùa cứ sang trừ mà 我可以上去吗? lên đi Cậu lên đi, người nói đang ở trên tầng. 你上来吧。lên Bây giờ hãy đi. lại từ vào lớp lên lớp。上课 没吃饭了。几点上课？几点上课？没日晌。早上几点？早上几点？没日读 晚上几点？晚上几点？没这想法了。早上几点上课？早上几点上课？